Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Cậu bé biết nói tiếng Anh bẩm sinh, chúng tự nảy ra trong đầu cháu, mẹ phát khóc vì phải tra Google dịch để nói chuyện. Bé Nguyễn Lê Bảo Trung biệt danh Ryan, nổi tiếng lâu nay nhờ biệt tài có khả năng giao tiếp tiếng Anh bẩm sinh. Mẹ Bảo Trung cho hay, từ khi bắt đầu biết nói em đã biết nói tiếng Anh, thậm chí điều này còn gây ra phiền toái. Từ khiến nhiều người kinh ngạc và được xem là hiện tượng lạ so với bạn bè cùng lứa tuổi khi biết nói tiếng Anh lúc 19 tháng tuổi, Nguyễn Lê Bảo Trung 6 tuổi, chú thôn Đông Văn, Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, giờ đây lên 6 tuổi. Hiện bé không chỉ đọc viết giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh, em còn đọc trôi chảy tiếng Việt mặc dù chưa được học chữ cái. Thời đầu bé Nguyễn Lê Bảo Trung thốt lên một cách tự nhiên những từ tiếng Anh là các con số, sau đó là thường nói câu I love you mom, con yêu mẹ. Tôi bất ngờ và thực sự hồi đó tôi không biết chút gì về tiếng Anh nên giao tiếp với con hơi khó. Nguyễn Lê Bảo Trung 6 tuổi hiện sống tại thôn Đông Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Điều kỳ lạ là ngay từ khi biết nói, Ryan chỉ giao tiếp bằng tiếng Anh. Đang nói ở quê em hầu như không ai biết ngôn ngữ này. Thực sự lúc đó tôi chỉ nghĩ những từ bập bẹ trẻ biết nói, không nghĩ con mình biết nói tiếng Anh bẩm sinh. Sau đó tôi nhờ giáo viên tiếng Anh đến kiểm tra và đúng là cháu biết nói tiếng Anh. Tuy nhiên vui mừng thì ít mà lo thì nhiều, bởi đó là một sự trở ngại trong giao tiếp. Con chỉ biết nói tiếng Anh còn mẹ nói tiếng Việt nên hai mẹ con không hiểu nhau và đã khóc. Tôi phải học tiếng Anh, tra Google dịch, tìm mọi cách để hai mẹ con hiểu nhau. Mẹ bé Ryan chia sẻ. Mẹ Ryan nói thêm. Dần dần Ryan cũng biết nói cả tiếng Việt và tôi cũng có thể giao tiếp tiếng Anh với con. Đây là nỗ lực rất lớn bởi dạy cho Ryan nói và hiểu một câu tiếng Việt là rất khó. Sau những màn đối thoại lưu loát bằng tiếng Anh với host Phoebe Trần của chương trình IELTS Face Off, kênh VTV7, ông cụ non đã hoàn toàn chinh phục khán giả có mặt ở trường quay với màn hỏi đáp giao lưu rất là thú vị. Ryan chia sẻ em thường xuyên đọc sách xem chương trình truyền hình bằng tiếng Anh nên cập nhật vốn từ vựng và kiến thức lớn vượt khả năng của cậu bé 6 tuổi thông thường. Nếu như bạn nói tiếng Anh không tốt, bạn có thể bị 0 điểm. Nếu như bạn được 10 điểm, tức là bạn nói tiếng Anh tốt, cậu bé cho hay. Vì thế, dù có biệt tài trời phú về khả năng ngoại ngữ, như trường hợp của bé Ryan, tất cả vẫn đều phải trau dồi kiến thức, luyện tập hàng ngày để phát huy tối đa khả năng của bản thân. Kể về hoàn cảnh gia đình, chị Lê Thị Liên, mẹ của Trung chia sẻ rằng, chị sinh 4 người con, trong đó có 3 con đầu của chị đều đã lập gia đình. Trung là con út. Do có nhiều bất đồng trong hôn nhân, vợ chồng quyết định ly thân, chị một mình nuôi Bảo Trung. Nhận thấy khả năng thiên bẩm của con, chị Liên quyết định liên hệ nhiều nơi xin học bổng tiếng Anh để con phát triển năng lực của mình. Cứ thế suốt nhiều năm, hai mẹ con khăn gói cùng nhau rong ruổi từ Nghệ An tới Hà Nội, rồi một số tỉnh miền Nam để Trung được học ở cơ sở giáo dục uy tín. Để có chi phí cuộc sống cho hai mẹ con, chị Liên làm đủ nghề chỉ với mong muốn duy nhất con trai có tương lai tốt đẹp. Nhưng rồi cuộc sống nơi đất khách quê người quá là khó khăn, hai mẹ con đành quay về quê. Đúng thời điểm mất hy vọng để cho con theo học ở những trường chú trọng ngoại ngữ thì Bảo Trung nhận được học bổng 100% của trường hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh. Dù vậy niềm vui cũng đi đôi với nỗi lo khi đến nay chị Liên chưa có việc làm ổn định, hai mẹ con vẫn ở trong căn nhà trọ ọp ẹp. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng chị không cho phép bản thân dừng bước, chị tự nhủ sẽ cố gắng miễn sao có thể có đủ tiền cho con ăn học thành người. Dù con có khả năng vượt trội nhưng tôi nghĩ phải có sự rèn luyện, định hướng học tập đúng đắn, cháu mới duy trì, phát triển được khả năng. Mẹ con tôi quyết tâm theo đuổi để cháu có thể phát triển được khả năng, chị Liên cho biết. Chia sẻ về Bảo Trung, giáo viên chủ nhiệm của em là cô Nguyễn Thị Phượng cho biết rằng Trung là cậu bé ngoan, tự tin và rất hồn nhiên. Ngoài khả năng tiếng Anh vượt trội thì tiếng Việt con đọc cũng rất thành thạo lưu loát, khả năng tập trung, chú ý tiểu tiết rất tốt, con bắt nhịp nhanh với các bạn. Môn toán con có khả năng tính toán trong phạm vi 10 và dạng toán 2 số cộng hoặc trừ 1 số không có nhớ. Được biết, trước khi nhận Bảo Trung, nhà trường có tổ chức buổi kiểm tra năng lực. Trường nhận thấy em có khả năng nghe nói vượt trội, được đánh giá tương đương với học sinh lớp 3 hoặc 4. Bên cạnh đó em có khả năng đọc tiếng Anh trôi chảy, rõ ràng và chuẩn Anh Mỹ. Không chỉ vậy, vốn kiến thức am hiểu của Trung về thế giới xung quanh như vũ trụ, động cơ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cũng đáng kinh ngạc. Thế nhưng, với trình độ vượt trội này, việc lựa chọn cho em chương trình học phù hợp là điều chị Liên và các thầy cô giáo khá là đau đầu. Cô giáo Bùi Thị An Hoài, tổ trưởng tiếng Anh, trường hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh cho biết, kỹ năng viết của Trung chưa hoàn thiện do trước giờ chưa được luyện viết, vì thế trường đang tập trung cho em hoàn thiện phần kỹ năng viết. Hoàn thiện kỹ năng viết, trường sắp xếp lớp đúng khả năng thực sự của cháu, do đó trường sẽ lồng ghép thêm chương trình ACELUS của Mỹ để cháu tiếp tục phát triển kiến thức ngôn ngữ và kiến thức khoa học, toán học bằng tiếng Anh, hoặc là sắp xếp lớp bồi dưỡng.
Chúng mình nghe tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.